Trấn Thành vạ miệng vì phát ngôn, Việt Nam không có trường đào tạo diễn xuất ra hồn. Sau một số ồn ào vì phát ngôn, nghệ sĩ Trấn Thành mới đây lại vấp phải những phản ứng trái chiều từ cư dân mạng và người trong nghề. Khi nói trong một đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội rằng Việt Nam không có trường đào tạo diễn xuất ra hồn. Theo một đoạn clip chia sẻ trên mạng xã hội, phát ngôn được cho là của Trấn Thành trong một sự kiện giảng dạy điện ảnh hôm ngày 16 tháng 8, tại clip này, khi nói về nghề diễn, đạo diễn Bố Già cho hay sinh viên Việt Nam rất thiệt thòi, thiếu thốn vì ở Việt Nam không có đơn vị đào tạo chính thống, chính quy mà dùng từ dễ hiểu nhất là ra hồn. Nghệ sĩ Trấn Thành cho rằng nếu được đào tạo, cọ sát thì mình mới biết bản thân tới đâu, có nên theo nghề hay không. Vì nghề này rất chua chát, điều khiến cộng đồng mạng quan tâm và tạo tranh cãi trên mạng xã hội là đoạn clip Trấn Thành tranh luận với Ngô Thanh Vân về quan điểm làm nghề cũng được quan tâm. Đại nữ Ngô Thanh Vân cho rằng thị trường Việt Nam không có nhiều cơ hội để diễn viên trẻ chọn vai, nên mình muốn là diễn viên thì bất cứ vai diễn nào cũng phải làm được. Trong khi đó, Trấn Thành cho rằng cần phải chọn vai phù hợp, nếu không hợp vai thì Trấn Thành diễn cũng chết chứ không riêng các bạn, các sao Hollywood diễn cũng chết, chồng ca sĩ Harry Won nói. Ngay sau khi đăng tải, clip này nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội và vấp phải những ý kiến trái chiều. Không ít cư dân mạng cho rằng Trấn Thành có những phát ngôn thiếu suy nghĩ, thậm chí là lộng ngôn. Một tài khoản bình luận, trường lớp nào cũng là để xây nền xây móng, chứ làm gì có cái trường lớp nào đảm bảo cho việc bạn thành sao được nếu bạn không biết kính nghiệp, biết lễ độ, cố gắng. Tài khoản khác nêu quan điểm, trường nào cũng đào tạo những cái căn bản và mọi người phải vận dụng tư duy vào thực tế. Ông nào kỹ năng tư duy giỏi thì sống, vậy thôi. Tài khoản khác ý kiến, vô dụng thì do mình, đừng đổ lỗi cho thầy cô hay do trường đào tạo như thế nào. Một cư dân mạng phản bác, đào tạo là một chuyện, nhưng phải có năng khiếu, tài năng mới có thể thành công được. Một tài khoản khác bày tỏ thất vọng, im lặng được vài hôm lại lên nói đạo lý. Tuy nhiên, cũng có quan điểm cho rằng chia sẻ của Trấn Thành tuy gay gắt nhưng phản ánh được thực tế. Một tài khoản bình luận, này thì Trấn Thành nói đúng nha, bỏ tiền đi học nhưng cọ sát không có chỗ thực hành thì trôi sông hết. Một cư dân mạng khác nêu quan điểm, nói đúng, học là một chuyện, còn ra làm là một chuyện. Trước ồn ào về những phát ngôn của Trấn Thành trong clip trên mạng xã hội, một số nghệ sĩ cũng những chia sẻ quan điểm về điều này. Trao đổi với truyền thông, nghệ sĩ ưu tú Công Ninh cho rằng đây là phát ngôn ngớ ngẩn. Ông nói Trấn Thành từng học tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, nhưng tại sao lại không hiểu quá trình đào tạo khổ cực như thế nào mới ra được một người nghệ sĩ. Nghệ sĩ Công Ninh cho hay, trải qua 4 năm trời đào tạo như vậy sao lại không có tính chất chuyên nghiệp để lại nói không ra hồn. Tôi hơi thắc mắc, không giải thích nổi tại sao Trấn Thành phát ngôn được như vậy, thấy rất buồn cười. Tôi nghĩ đây chỉ là một câu đùa vớ vẩn của cậu ấy ở buổi chia sẻ chứ không thể nào nhận định như thế. Theo tình hình thực tế quá trình đào tạo của các trường chuyên nghiệp như thế được, nghệ sĩ ưu tú Công Ninh cũng thẳng thắn bình luận, ban đầu tôi cảm thấy hơi tổn thương đó, nhưng sau đó tôi thấy chẳng có gì phải tổn thương. Bởi nó chỉ là câu phát biểu không có giá trị cụ thể rõ ràng, không mang tính thực tế và chính xác thì tại sao mình phải tổn thương? Vì bản chất của sự việc, sự thật không phải như lời Trấn Thành phát biểu. Trong khi đó, nghệ sĩ Hành Thúy cho rằng cần tìm hiểu bối cảnh Trấn Thành đưa ra phát ngôn này và xem thử câu nói có bị cắt xén hay không. Cô cho rằng nếu nam diễn viên Bố Già phát biểu như vậy thì đây là ý kiến cá nhân chủ nghĩa. Nghệ sĩ Hành Thúy suy luận, phía trước hoặc phía sau Trấn Thành cũng còn nói nhiều nữa để giải thích cho ý này ra và đúng hơn. Một cách khách quan hơn chứ không thể phát ngôn một cách chủ quan, tiêu cực như vậy. Cũng theo nghệ sĩ Hành Thúy, hiện tại có nhiều trường chính thống như trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, Nhạc viện. Theo nữ diễn viên, có nhiều trường chính quy được nhìn nhận về mặt quản lý. Kết quả đào tạo nhà trường chỉ cung cấp cho sinh viên một số kiến thức, kỹ năng cần thiết. Điều đó đòi hỏi sau khi tốt nghiệp, các bạn trẻ phải trau dồi, cọ sát và rèn luyện, định hình bản thân. Nữ nghệ sĩ cho rằng, một người thông minh như Trấn Thành không thể nói những câu thiếu kiểm soát như vậy. Bởi chính Trấn Thành cũng từng học tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, có thể quá trình học, bạn ấy không được đáp ứng nhu cầu học như mong muốn hay như thế nào đó khiến bạn cảm thấy chưa đủ, nhưng chắc cũng không có trường nào dạy cho chúng ta đủ cả.